sáng ăn cơm nhanh nhẹ. Mì tây. Mì ngọt hay cha của bé không? Bữa nay xuống núi hay gì rồi? Hả? Gió bay biết bà hai nhau ăn cơm đi. Con nhớ bay mà hai quýt lên thảo khác âm. Thuộc cũng nặng quá. Con đẹp con mẹ mày luôn à. Đẹp ơi. Đẹp. Dạ. Con mẹ đi đâu? Đi đâu mà? Đi đâu? Con đi đây. Đúng à? Bà đi với tôi. Bà đi với mày. Ồ. Alo, ba xuống núi rồi, hết ăn lương, hết ăn lương rồi. Mẹ ơi. Này. Này ăn được mấy bữa rồi? Này được 7 bữa không? Chưa hết 7 bữa không? Bỏ luôn hết rồi. À, ăn cơm ăn mặn hợp vô luôn. Em ăn được gì? Cha vậy? Nghe được không? Mắc cười quá à. Mấy thằng này cái việc nhầm nhầu. Có cái gì? Không. Cái giờ mà tao. Mông. Quá ngon. Trứng cá tê chân với hột vịt quá ngon. Trứng cá tê nha. Chân với hột vịt muối tả. Dầu đổ ướp vô. Cái sạch chiên. Hột vịt. Thank you.
Chúng mày diệt nhau. Làm mà giáo thì ít nói chuyện lắm, đang không thật đâu có nói chuyện, tánh tôi mới nói chuyện luôn. Những cái giáo tốt đó thì tôi không có nói chuyện đâu, đâu có nói chuyện nhiều. Tập những giải trí mình giải trí. Ai xem ủng hộ mình cái tinh thần mình làm tích lũy hoài. Chủ yếu là ý nghĩa, tôi thì ấy quá thì nó vui thì nó vui, mà cái ấy quá thì nó hơi ấy, nó hơi hơi xàm. Thằng đứa con có ý nghĩa rồi là được rồi.
bạn nào hay comment bên dưới. Quá ngon, quá lạ. Trứng cá chừng ngon quá. Em đã rồi. Tính bằng kéo này hả? Mất tê kéo luôn.